Một trận động đất mạnh 5.1 độ đã làm rung chuyển miền nam California. Ngay sau khi bão nhiệt đới Hillary đã đổ ập vào và tấn công khu vực này gây ra lũ lụt thảm khốc, nhiều người dân ở khu vực Lido, Sài Gòn, Nam California cũng đều cảm nhận được sự rung chuyển này. Bão Hillary, cơn bão 84 năm mới có một lần đang di chuyển tăng tốc nhanh hơn dự kiến, gây sóng cao tới 12 mét. Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố ở California khi hàng triệu người chuẩn bị cho lũ lụt thảm khốc đe dọa đến tính mạng. Cảnh sát California đã bắt giữ một người đàn ông chuyên đánh hơi hàng loạt phụ nữ liên quan đến nhiều vụ rình mò nhìn trộm và ngửi hơi từ phía sau lưng của nhiều người phụ nữ này. Treo cờ ủng hộ người đồng tính, một nữ chủ tiệm thời trang ở California đã bị bắn chết ngay tại cửa tiệm thời trang của mình. Vi khuẩn ăn thịt ẩn nắp trên các bãi biển đã giết chết 5 người ở tiểu bang Florida khi các cảnh báo đã được đưa ra. FBI đột kích và bắt giữ hàng loạt cảnh sát viên ở miền Bắc California vì lạm dụng chức vụ để làm bậy. Tàu chiến Mỹ trị giá 362 triệu đô la đã nghỉ hưu non sau chưa đầy 5 năm phục vụ. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 8 năm 2023. Một trận động đất mạnh 5.1 độ làm rung chuyển miền Nam California ngay trước 3 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương vào hôm Chủ nhật, ngày 20 tháng 8 năm 2023. Ngay sau khi cơn bão nhiệt đới Hillary đã đổ ập vào và tấn công khu vực này, gây ra lũ lụt thảm khốc. Nhiều người dân ở khu vực Lido, Sài Gòn, Nam California cũng đều cảm nhận được sự rung chuyển từ trận động đất này vào lúc 2 giờ 41 phút chiều ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 8. Trận động đất mạnh 5.1 độ làm rung chuyển khu vực Âu 2 thuộc quận Ventura, cách Lido, Sài Gòn khoảng 110 dặm về phía Bắc, theo đài CBS Los Angeles cho biết. Theo cơ quan địa chấn quốc gia USGS, tâm chấn nằm cách thành phố Âu 2 khoảng 4 dặm về phía Nam, dưới độ sâu khoảng 9 dặm. Tiếp sau, trận động đất 5.1 độ là một loạt hậu chấn. Trận lớn nhất có cường độ là 3.6 độ. Không có báo cáo ngay lập tức về thương tích hoặc thiệt hại nhưng trên truyền thông mạng xã hội cho biết, vụ động đất này được cảm nhận trên khắp quận Los Angeles, quận Cam và quận Riverside. Một số cư dân cho biết họ đã nhận được cảnh báo trên điện thoại của họ vào thời điểm trước khi trận động đất xảy ra. Thông báo cảnh báo có nội dung rằng, khi đã phát hiện động đất, hãy nằm xuống che chắn giữ vững và hãy tự bảo vệ mình. Theo Trung tâm Thông tin Động đất Quốc gia Hoa Kỳ báo cáo rằng, có khoảng 12.000 đến 14.000 trận động đất xảy ra hàng năm. Thông thường, California trải qua hai hoặc ba trận động đất đủ lớn để gây thiệt hại cho các tòa nhà. Bão Hillary tấn công vào miền nam California tiếp tục mang theo mưa xối xả, với lũ lụt có khả năng đe dọa tính mạng ít nhất là cho đến thứ hai. Bão Hillary cơn bão 84 năm mới có một lần đang di chuyển tăng tốc nhanh hơn dự kiến, gây sóng cao tới 12 mét và có thể gây ra lũ lụt thảm khốc ở phía tây nam nước Mỹ. Các cảnh báo thời tiết lịch sử ở California khi hàng triệu người trên khắp vùng Tây Nam bắt đầu thấy những tác động của cơn bão này, khi cơn bão gây ra lũ lụt thảm khốc đe dọa đến tính mạng. Thống đốc California Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho Nam California trước những tác động tồi tệ nhất của cơn bão này. Hơn 42 triệu người đang ở trong cảnh báo bão nhiệt đới lần đầu tiên được ban hành ở Nam California. Nó bao gồm các khu vực dọc theo bờ biển từ Los Angeles đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico, bao gồm cả San Diego. Nó cũng mở rộng nội địa đến những nơi như Victorville, San Bernardino, Palm Springs và Mau Laguna. Các bộ phận của Tây Nam đã bị ảnh hưởng vào hôm thứ Bảy bởi đồ ẩm từ bão Hillary, dẫn đến việc ban hành cảnh báo lũ quét và đóng cửa một số con đường. Bão Hillary di chuyển về bán đảo Baja California của Mexico giáp với tiểu bang California của Mỹ vào tối ngày 19 tháng 8. Tin bão mới nhất cho biết, mặc dù bão Hillary đang suy yếu xuống cấp độ 2 trong thang bão 5 cấp, theo các nhà dự báo thời tiết, bão Hillary vẫn được dự đoán sẽ đi vào sử sách, với tư cách là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào Nam California sau 84 năm, kéo theo lũ quét, lỡ đất, lốc xoáy, gió lớn và mất điện trên diện rộng. Ngày 19 tháng 8, theo giờ địa phương đã bắt đầu xuất hiện mưa lớn và lũ lụt trước khi cơn bão dự kiến đi qua vùng Tây Nam nước Mỹ trong ngày 20 tháng 8. Với lượng mưa lên tới 250mm ở miền Nam California và miền Nam Nevada, việc bão hạ cấp cũng không làm giảm bớt mối đe dọa, đặc biệt là mối đe dọa lũ lụt. Đừng để xu hướng suy yếu và cường độ bão làm bạn mất cảnh giác. Theo AP dẫn lời Jamie Rome, phó giám đốc Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết, trong cuộc họp báo vào hôm ngày 19 tháng 8 năm 2023. Các nhà khí tượng học cũng cho rằng cơn bão sẽ tạo các dòng chảy nguy hiểm đến tính mạng, bao gồm cả những con sóng cao chót vót lên tới 12 mét, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Mexico. Rafael Carrillo, giám đốc sở cứu hỏa Tijuana, thành phố biên giới 1,9 triệu dân, cảnh báo, nếu nghe thấy tiếng động hoặc mặt đất nứt toát, lập tức phải chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt, vì mặt đất có thể yếu đi và nhà có thể bị sập. Chính quyền Tijuana đã ra lệnh đóng cửa tất cả các bãi biển vào ngày 19 tháng 8 và bố trí hàng chục nơi trú bão tại các khu liên hợp thể thao và văn phòng chính phủ. Tại Mỹ, trung tâm bão có trụ sở tại Miami đã đưa ra các cảnh báo về bão nhiệt đới và lũ lụt tiềm tàng cho Nam California, từ bờ biển Thái Bình Dương đến các vùng núi và sa mạc bên trong. Cảnh sát trưởng hạt San Bernardino vào hôm ngày 19 tháng 8 đã đưa ra cảnh báo di tản cho một số cộng đồng miền núi và chân đồi trước cơn bão này trên khắp khu vực, các thành phố đã hết túi các miễn phí và các kệ hàng tạp hóa trống rỗng do người dân tích trữ nhu yếu phẩm. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang đã bố trí sẵn nhân viên và vật tư trong khu vực. Tôi kêu gọi tất cả mọi người, những người nằm trong đường đi của cơn bão này, hãy đề phòng và lắng nghe hướng dẫn của các quan chức địa phương và tiểu bang, Tổng thống Biden đã nói. Vào ngày 18 tháng 8, bão Hillary nhanh chóng phát triển thành cơn bão cấp 4 cực kỳ nguy hiểm với sức gió duy trì ở mức cao nhất là 230 km h Sáng ngày 19 tháng 8, bão hạ xuống cấp 3 với sức gió duy trì tối đa 185 km h trước khi tiếp tục suy yếu xuống 177 km h trở thành bão cấp 2 trong thang bão 5 cấp. Đến giữa chiều ngày 19 tháng 8, bão cách San Diego, California khoảng 1.030 km về phía nam đông nam di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 28 km trên giờ. Cơn bão được dự đoán sẽ chuyển hướng nhiều hơn về phía bắc và tăng tốc. Các nhà dự báo thời tiết cho biết cơn bão đang hướng đến một trong những mũi nhọn cực tây trên bán đảo Baja phía nam Mexico. Trước khi đến Mỹ trên đường đi lịch sử, bởi 84 năm qua, chưa có cơn bão nào đổ bộ trực tiếp vào California. Thông tin tiếp theo, cảnh sát ở California đã bắt giữ một người đàn ông 36 tuổi có tên là Khalis Karen Crowder liên quan đến nhiều vụ rình mò và nhìn trộm phụ nữ, bao gồm cả một cuộc chạm tráng đáng lo ngại tại một hiệu sách Barnes Noble ở khu vực Los Angeles. Nghi phạm với tiền sử phạm tội tương tự, gần đây đã bị bắt gặp trên một TikTok lan truyền, dường như ẩn nắp phía sau một phụ nữ, với các báo cáo cho thấy anh ta đang đánh hơi ở phía sau lưng của họ. Nghi phạm với tiền sử phạm tội tương tự gần đây đã bị bắt gặp trên một TikTok lan truyền dường như ẩn nấp ở phía sau lưng phụ nữ. Với các báo cáo cho thấy anh ta đang đánh hơi ở phía sau lưng của họ. Crowder bị bắt lần đầu vào ngày 6 tháng 8 do một sự cố không liên quan đến những gì đã xảy ra tại cửa hàng Bones and Noble. Người ta cho rằng anh ta bị phát hiện đang lãng vảng quanh một ngôi nhà ở Glendale, nhìn trộm những nơi có trẻ em anh ta đã đưa ra một lời biện hộ không tranh cãi trước sự buộc tội của mình, dẫn đến bản án 60 ngày tù của quận, cùng với việc bắt buộc phải tham gia vào một chương trình phục hồi xung lực tình dục. Lệnh bảo vệ gia đình nạn nhân cũng được ban hành. Hồ sơ đăng ký nhà tù trực tuyến cho thấy Crowder đã được ra tù vào hôm thứ Ba, nhưng dự kiến sẽ ra tòa lần nữa vào ngày 14 tháng 9 tới đây. Các nhà chức trách ở Burbank lân cận Glendale hiện đang điều tra nhiều báo cáo, bao gồm cả video TikTok lan truyền và hành vi đáng ngờ của Crowder tại một hiệu sách Bones and Noble. Mặc dù không có cáo buộc nào liên quan đến những sự cố này, cảnh sát đang tích cực xem xét chúng. Video lan truyền trên TikTok được đăng bởi ad Mekela.Wider và ad Autop The Reality đã kể chi tiết những cuộc gặp gỡ của họ đáng sợ với cùng một người đàn ông. Các video cho thấy Crowder đang cúi xuống phía sau những người phụ nữ này, cực kỳ gần và dường như đang ngửi hơi của họ. Các cá nhân trong video bày tỏ sự khó chịu và đau khổ. Những sự cố này đã làm dấy lên lo ngại và khiến nhiều người chia sẻ trải nghiệm đáng lo ngại của họ với người đàn ông này. Lịch sử phạm tội của Crowder bắt đầu từ năm 2005 với tiền án trộm cắp, cướp giật và các tội phạm liên quan đến tình dục khác bất chấp thành tích của mình, anh ta đã được thả sau khi bị quản chế sau những vụ bắt giữ gần đây. Tên của nghi phạm thậm chí không xuất hiện trong sổ đăng ký tội phạm tình dục của tiểu bang vào sáng thứ Tư, mặc dù được yêu cầu đăng ký. Bà Candice Horry, vợ của cựu ngôi sao LA Lakers Robert Horry, đã kể lại cuộc gặp gỡ khi Crowder đã rình rập con gái của họ khoảng một thập niên trước. Horry đã viết trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng, anh ta vào tù rồi cứ được thả ra ngoài và cứ tiếp tục hành vi tương tự. Cảm ơn bạn đã thông báo rằng anh ta đã được thả ra tù. Nhưng tốt hơn hết là anh ta còn phải bị tống cổ vào tù thì tốt hơn. Cộng đồng California địa phương đã bày tỏ sự thất vọng với sự khoan hồng được cho là dành cho Crowder. Cảnh sát Lendell đã đưa ra thông báo rằng bất kỳ ai có thông tin về các hoạt động của Crowder nên gọi cho họ theo số 818 548 4911. Thông tin tiếp theo, một nữ chủ tiệm thời trang ở vùng Lake Arrowhead, California đã bị bắn chết vì lá cờ tự hào của người đồng tính mà bà treo tại cửa tiệm thời trang của mình, theo đài ABC News đưa tin vào hôm Chủ nhật, ngày 20 tháng 8 năm 2023. Cảnh sát quận San Bernardino có mặt vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 18 tháng 8 tại tiệm Magpie, nơi bà Lorraine Coroton đã bị bắn chết tại hiện trường. Cảnh sát biết được rằng tay súng đã đưa ra một số nhận xét miệt thị và lá cờ cầu vòng treo bên ngoài tiệm quần áo trước khi bắn chết bà Carlton. Theo thông cáo báo chí của Sở Cảnh sát San Bernardino cho biết, nghi can bỏ chạy sau khi gây án và bị bắn chết trong một vụ nổ súng đối đầu với cảnh sát. Hiện nay, các nhà chức trách chưa tiết lộ danh tính của nghi can. Trang web của cửa hàng MacPie mô tả, chủ nhân là bà Carlton là người mẹ của chín đứa con, và đã kết hôn với cùng một người đàn ông trong 28 năm. Bà Coroton thường được gọi với tên là Lori, đã học tại trường nghệ thuật Art Center School of Design và có một sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực thời trang. Trong đó có 15 năm làm giám đốc điều hành tại hãng thời trang danh tiếng Kenneth Trang web của Mark Pai cho biết. Mountain Provision Co-op một cửa hàng tạp hóa địa phương, cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào hôm thứ Bảy rằng Bà Carlton là người đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tổ chức một cửa hàng miễn phí sau khi một trận bão tuyết đổ vào khu vực này vào đầu năm nay. Bà Lori là một trụ cột trong cộng đồng của chúng tôi, một nguồn động lực kiên định với các giá trị về bình đẳng, tình yêu và công lý. Bài viết trên Facebook đã viết rằng, nếu biết Lori, quý vị sẽ biết bà yêu hết mình, với nụ cười luôn trên môi, nuôi dưỡng và bảo vệ những người bà quan tâm. Cửa hàng Mountain Provision Co-op Ratip đã khuyến khích mọi người treo cờ để vinh danh bà Lori. Nhóm Let Arrowhead LGBTQ+, cho biết trên Instagram rằng bà Carlton không phải là thành viên của cộng đồng người đồng tính, nhưng là người luôn bên vực cho mọi người trong cộng đồng. Các bình luận trên tài khoản mạng xã hội của tổ chức đã gửi lời chia buồn tới gia đình bà Carlton và bày tỏ lòng kính trọng đối với những đóng góp của bà cho cộng đồng Let Arrowhead. Một số người nói rằng lá cờ Pride Flag treo tại Magpie đã giúp họ cảm thấy được chào đón và an toàn trong khu vực. Ông Paul Fee, đạo diễn phim Pride Maze, là một trong số những người trong phần bình luận nói rằng mọi người rất nhớ bà Carlton. Bà Carlton là một người tuyệt vời, tràn đầy sức sống và tình yêu. Bà luôn làm chúng tôi cười và luôn cười với chúng tôi. Tấm lòng của bà với cộng đồng nói chung và cộng đồng LGBTQ nói riêng chỉ là một trong nhiều phẩm chất tuyệt vời của bà. Thông tin tiếp theo các quan chức Florida cho biết 5 người đã được xác nhận là đã chết ở khu vực Tampa do một loại vi khuẩn ăn thịt quý hiếm được biết là ẩn nấp trên các bãi biển. Vi khuẩn này được gọi là Vibrio vulnificus. Môi trường sống tự nhiên của vi khuẩn này là trong nước biển ấm mặn vì nó còn muối để sống. Nó thường phát triển nhanh hơn trong những tháng ấm hơn, theo Florida Health cho biết. Mặc dù nhiễm trùng hiếm gặp, các quan chức y tế cho biết những người có vết thương hở, vết cắt hoặc vết xước nên tránh xa nước. Năm trường hợp tử vong được báo cáo do nhiễm vi khuẩn đến từ các quận Hillsborough, Pasco, Polk và Sarasota. Đã có 26 trường hợp nhiễm bệnh hiếm gặp được báo cáo ở Florida kể từ tháng 1 năm 2022, có tổng cộng 74 ca mắc và 17 ca tử vong. Các quan chức cho rằng số lượng cao bất thường vào năm ngoái là do bão Ian làm tràn nước thải ra biển và làm tăng mức độ vi khuẩn. Theo CDC cho biết, một số bệnh nhiễm trùng Vibrio vulnificus có thể dẫn đến viêm cân mạc hoại tử, một bệnh nhiễm trùng nặng khiến thịt xung quanh vết thương hở bị chết. Những người có vết thương hở, vết cắt hoặc vết trầy xước có thể tiếp xúc với vi khuẩn khi tiếp xúc trực tiếp với nước biển trong lành. Mặc dù bất kỳ ai cũng dễ bị nhiễm trùng, nhưng vi khuẩn có thể nghiêm trọng hơn đối với những người có hệ miễn dịch yếu. Vi khuẩn này có thể xâm nhập vào máu gây ra một căn bệnh nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng với các triệu chứng như bao gồm sốt, ớn lạnh, giảm huyết áp và tổn thương da. Theo CDC, cứ 5 người thì có khoảng một người chết trong vòng 1 hoặc 2 ngày sau khi bệnh. Vibrio vulnificus cũng có thể gây bệnh cho những người ăn hào và động vật có vỏ sống hoặc nấu chưa chín. Chỉ trong tuần vừa qua, 3 người đã chết ở Connecticut do nhiễm trùng. Một người được xác nhận là đã chết vì ăn hào sống. Cái chết thứ tư ở Long Island, New York, đang được điều tra về mối liên hệ với căn bệnh hiếm gặp. Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết, mặc dù rất hiếm nhưng vi khuẩn Vibrio đã không may xuất hiện ở khu vực này và có thể cực kỳ nguy hiểm. Khi chúng tôi điều tra thêm, điều quan trọng là tất cả người dân New York phải cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa có trách nhiệm để giữ an toàn cho bản thân và những người thân yêu của họ, bao gồm bảo vệ vết thương hở khỏi nước biển và cho những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương, tránh động vật có vỏ sống hoặc chưa nấu chín có thể mang mầm bệnh vi khuẩn. Thông tin tiếp theo, nhân viên công lực liên bang đã mở một loạt các cuộc đột kích và bắt giữ một số cảnh sát viên thuộc hai sở cảnh sát Antioch và Pittsburgh vào hồi sáng thứ năm ngày 17 tháng 8 năm 2023, sau một cuộc điều tra kéo dài vào các cơ quan thực thi pháp luật bị tố cáo lạm dụng chức vụ để làm bậy. Các cuộc đột kích này lần đầu tiên được báo The Mercury News thông báo cho biết đã diễn ra tại nhiều địa điểm ngang qua vùng vịnh sau khi một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đưa ra những lời buộc tội. Tờ báo nói rằng các nhân viên cảnh sát đương nhiệm và cựu cảnh sát viên đã bị cáo buộc các tội phạm trên nhiều lĩnh vực, kể cả các trọng tội. Tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Năm, các giới chức liên bang công bố rằng 10 cảnh sát viên đã bị buộc tội dựa trên 4 bản kết tội. Những tội này thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm âm mưu vi phạm quyền dân sự, hành động tội phạm qua mạng lưới điện toán, âm mưu phát tán chất steroid làm to bắp thịt, tội phá hoại, thay đổi hoặc giả mạo các cáo trạng liên bang và tội cản trở công lý. Theo lời của Ismail Ramsey, biện lý liên bang khu vực Bắc California cho biết, trong bản kết tội thứ nhất, biện lý Ramsey cho biết 6 sĩ quan cảnh sát thuộc hai sở cảnh sát Antioch và Pittsburgh đã bị buộc tội khai gian với cơ quan họ đang phục vụ rằng họ đã có bằng đại học, nhưng trên thực tế họ đã mướn người đi học và đi thi giùm họ. Bản kết tội thứ hai cáo buộc Daniel Harris và Devin Wagner, cả hai đều thuộc sở cảnh sát Antioch, can dự vào việc phát tán chất steroid làm to bắp thịt. Trong bản kết tội thứ ba, Timothy Manley Williams, thuộc sở cảnh sát Antioch, bị tố cáo đã cản trở một cuộc điều tra liên bang và giả mạo hồ sơ. Biện lý Ramsey cho biết bản kết tội thứ tư liên quan tới một loạt những vi phạm quyền dân sự của ba nhân viên cảnh sát tại Sở Cảnh sát Antioch. Theo đó, hai cảnh sát viên Eric Rombo cùng với Amiri và Wenner là các bị cáo. Tính chung, bốn bản kết tội này liên quan tới một nhóm sĩ quan và nhân viên cảnh sát đã hành động như thể mình đứng trên luật pháp vậy, vì biện lý liên bang cho biết. Thông tin tiếp theo, Hải quân đã chính thức cho ngừng hoạt động chiến hạm USS Sucy, tàu tác chiến ven biển LCS Love Freedom sau chưa đầy 5 năm phục vụ. Tàu chiến USS Sucy trị giá 362 triệu đô la được đưa vào hoạt động vào ngày 17 tháng 11 năm 2018, dự định phục vụ trong 25 năm nhưng đã được cho nghỉ hưu non sau một lễ hạ cờ long trọng tại căn cứ Hải quân Mayport ở Florida. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2023, việc ngừng hoạt động của tàu USS SuCD diễn ra sau hàng loạt vấn đề gặp phải xung quanh chương trình LCS kể từ tháng 12 năm 2015. Bốn trong số sáu tàu LCS đã được đưa vào sử dụng đã gặp sự cố nghiêm trọng khiến Hải quân Mỹ phải dừng mọi hoạt động của tàu LCS và rút toàn bộ sáu tàu khỏi nhiệm vụ để xem xét kỹ lưỡng vào đầu năm 2021. Hải quân Mỹ đã có kế hoạch cắt giảm 4 trong số các tàu khỏi hạm đội tác chiến ven biển, cho chúng nghỉ hưu trước thời hạn đến vài thập kỷ, do những phiền toái trong quá trình sử dụng. Vấn đề của các tàu xuất hiện từ cả hai biến thể được thiết kế bởi Lockheed Martin và General Dynamics, bao gồm một chiếc từ biến thể lớp Independence USS Coronado LCS-4 và ba chiếc từ biến thể lớp Freedom là USS Fort Worth LCS-3. USS Detroit LCS-7 và USS Little Rock LCS-9. Mặc dù LCS được phát triển với kỳ vọng là tàu tầng hình cỡ nhỏ chi phí thấp, linh hoạt và tối ưu cho nhiệm vụ tuần tra các vùng biển nông gần bờ, có khả năng đánh bại các mối đe dọa chống tiếp cận và bắt đối xứng, nhưng thực tế chi phí chế tạo cũng như chi phí vận hành của nó cao bất ngờ so với dự định ban đầu, thậm chí tương đương với chi phí vận hành của một tàu khu trục hạng nặng. Trước đó, vào tháng 4 năm 2021, tờ The Drive dẫn nguồn từ Hải quân Mỹ cho biết chi phí vận hành một tàu LCS lượng choán nước hơn 3.000 tấn, tiêu tốn khoảng hơn 70 triệu đô la trên một năm, so với 81 triệu đô la của một tàu khu trục lớp Oliver lượng choán nước 9.500 tấn. Trong khi khả năng chiến đấu của tàu LCS khá hạn chế với hỏa lực yếu, không có bệ phóng thẳng đứng, chỉ có tàu USS Gabriel Guilford được trang bị tên lửa chống hạm OGM-184A Hải quân Mỹ cho rằng việc cắt giảm LCS là khả thi vì nó tránh được việc phải nâng cấp cấu hình bốn tàu, mà theo đô đốc Mike Gilday, tư lệnh Hải quân Mỹ khi đó, phải tiêu tốn khoảng 2,5 tỷ đô la, dành kinh phí để đầu tư vào những lĩnh vực cần ưu tiên cao hơn. Thời gian qua, truyền thông Mỹ có nhiều tin tức về những trục trặc trong quá trình vận hành các tàu LCS, trong đó có vấn đề về động cơ mà hải quân mỹ từng than phiền một báo cáo của học viện hải quân mỹ nói rằng hải quân đã hết kiên nhẫn đối với tàu lcs vốn đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về hiệu suất của tàu báo cáo được đưa ra sau nhiều năm bộ chi đáng kể và các lỗi cơ học thường xuyên xảy ra tàu chiến vừa thiếu khả năng phòng thủ vừa dễ bị tấn công bằng tên lửa chống hạm độ tin cậy hạn chế khả năng sống sót thấp những lỗi chết người đã khiến hải quân mỹ chốt lại rằng Tàu không thích hợp để chiến đấu. Đáng chú ý là nó đã đánh dấu một cột mốc quan trọng vào năm ngoái với việc triển khai tới vùng biển châu Âu. Lần đầu tiên trong chương trình LCS, con tàu cũng góp phần vào các nhiệm vụ ngăn chặn ma túy khi hợp tác với cảnh sát biển. Tàu LCS đã được phát triển từ năm 2004 và tiêu tốn của quân đội Mỹ hàng chục tỷ đô la.